điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao. Bí kíp hướng nghiệp người cho môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dừng ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Được xem là khởi đầu cho một trong những chiến dịch tiêu tốn nhiều nhân tài và vật lực nhất của CIA. Nhân vật này gánh vác trên vai trọng trách làm suy yếu hậu phương miền Bắc và xa hơn là kích động lật đổ chính quyền Hà Nội. Thế nhưng là thất bại ngay từ trong trứng nước và khiến cho tổ chức tình báo số 1 thế giới bị đánh cho không ngóc đầu dậy nổi. Vậy thì con người này là ai? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Cuộc chiến tranh bí mật của CIA. Theo cuốn sách Cuộc chiến bí mật, hồ sơ lực lượng biệt quân Việt Nam Cộng Hòa do giáo sư Vũ Đình Hiếu từng giảng dạy tại các trường đại học ở bang Texas của Mỹ. Dựa trên tài liệu được giải mã của Đào Năm Góc tổng hợp lại, thì ngay từ cuối những năm 1950, đầu 1960, NSA, CIA và cả MACV đã tổ chức huấn luyện những người công giáo di cư từ miền Bắc và miền Nam thành những điệp viên để đưa ngược trở lại phá hoại, làm lũng đoạn chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cuối cùng là nhằm lật đổ giới cầm quyền tại Hà Nội. Theo đó thì CIA và các đơn vị tình báo của Việt Nam Cộng Hòa đã tính đến trường hợp 1. Là sử dụng biệt kích hải quân người nhái của Việt Nam Cộng Hòa thực hiện đánh chớp nhoáng tại các vùng cửa biển của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng các tàu đổ bộ được trang bị vũ khí, và 2. Đó là sử dụng máy bay chuyên dụng bí mật xâm nhập lãnh thổ miền Bắc, thả những toán biệt kích vào đây nhằm hoạt động lâu dài từ đặt mìn, phá cầu, phá kho hậu cần cho tới xa hơn là gây chia rẽ kích động hận thù dân tộc để tiến đến lật đổ chính quyền Hà Nội. Với phương án đầu tiên thì đơn giản, thế nhưng thiệt hại mà nó gây ra thì có lẽ là vô cùng nhỏ bé, chưa kể tỷ lệ rủi ro thì lại rất cao. Cho nên, việc thả biệt kích bằng đường không sẽ là hợp lý hơn cả. Thế nhưng, để làm được điều này thì CIA cần phải giải quyết bài toán, đó là con người. Để hoạt động lâu dài nghe trong lòng đối phương, tiêu chí của người đó đầu tiên phải là người Bắc di cư vào Nam để tránh tạo sự lạ lẫm và đáng ngờ. Thứ hai đó là người đó thì phải có kinh nghiệm hoạt động từ thu thập thông tin đến sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dụng. Và may mắn cho CIA khi họ đã tìm được người đáp ứng đủ các điều kiện đó là một nhân vật có tên là Phạm Truyền. Phạm Truyền là điệp viên đơn tuyến đầu tiên được CIA và phòng 45 đặc ủy tình báo phủ tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tuyển mộ để đưa ra miền Bắc làm vùng. Đầu thập niên 1960, phòng liên lạc của phủ tổng thống đã giao trách nhiệm cho Trung úy Đỗ Văn Tiên, mật danh là François, phái một điệp viên đơn tuyến xâm nhập miền Bắc. François đã xới tung cả Sài Gòn lên để tìm được người thích hợp, và cuối cùng người được chọn là Phạm Truyền, nguyên là một đảng viên bị biến chất quê ở Quảng Ninh. Ông Truyền này bị vợ bỏ nên đã di cư vào Nam. Thoạt đầu, Phạm Truyền từ chối, mặc dù Trung tá Lê Quang Tung đã cho đàn em theo dõi, dụ dỗ suốt nửa năm trời. Trung úy Tiên đã buộc phải cộng tác với một nhân viên CIA là Edward Regan để tìm cách thuyết phục Truyền bằng được. Sau hơn 6 tháng, CIA trổ tài mời gọi với đủ các ngón nghề, Phạm Truyền cuối cùng đã nhận lời. Anh ta được đưa ra Nha Trang để làm kỳ trắc nghiệm tâm lý. Truyền đạt được điểm xuất sắc trong kỳ trắc nghiệm này. Sau đó thì Truyền còn phải trải qua 2 kỳ khảo nghiệm nữa. Tiếp theo, CIA huấn luyện cho Truyền 6 tháng nữa về kỹ năng truyền tin. CIA và tình báo Sài Gòn đã lập kế hoạch cho Truyền trở về Quảng Ninh là quê Truyền để làm vùng. Nhiệm vụ của điệp viên này không chỉ là thu thập tin tức mà còn tạo cơ sở để đưa thêm các điệp viên khác ra trong thời gian sau. Để phục vụ cho việc đưa Truyền ra miền Bắc, phòng 45 đã phái hẳn một điệp viên táo bạo bơi qua sông Bến Hải sang bờ Bắc để thám thính. Mặc dù điệp viên này đã trở về với chỉ một ít thông tin về đường đi nước bước của hệ thống an ninh miền Bắc, nhưng điều này thì cũng làm cho cả phòng 45 và bộ phận CIA ở Sài Gòn rất hứng khởi. Họ đã quyết định cho Phạm Truyền ra Đà Nẵng để chuẩn bị từ đó xâm nhập miền Bắc bằng đường biển. Từ đây, mật danh của Truyền là Ares, nghĩa là động mạch, kênh cung cấp quan trọng trong cơ thể, ý chỉ là kênh cung cấp thông tin quan trọng trong hệ thống. Phi vụ Ares cũng là phi vụ mở đầu trong kỳ vọng làm suy yếu và rối loạn hậu phương miền Bắc của CIA. Và tất nhiên, một cuộc chiến mà ngay từ những bước đi đầu tiên đã không rõ ràng như vậy, không nắm bắt được sức mạnh của đối phương thì coi như đã đặt nửa chân vào cửa tử. CIA đặt kỳ vọng rất cao vào con người này mà không biết rằng mình chỉ vừa đào tạo hộ Bắc Việt một điệp viên hoàn hảo.
cái bẫy chết người mang tên Ares. Sau một năm đào tạo với đầy đủ các ngón nghề, CIA đã quyết định hành động. Thế nhưng có vẻ như CIA đã quên không xem ngày khi thực hiện kế hoạch. Các cụ hay bảo là chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3, mà thế quái nào CIA lại chọn đúng ngày 7 tháng 4 năm 1961 để đưa Ares trở lại bể Bắc. Phạm Truyền đã lên trước tàu Nautilus 1 rời Đà Nẵng hướng về phía Bắc và công nhận lời các cụ nói thiêng thật. Đúng hôm đó, chiếc tàu này gặp phải thời tiết xấu nên đã phải quay về. Thế nhưng họ không biết rằng đó thì mới chỉ là vận đen đầu tiên và nhẹ nhất mà mình gặp phải. Vài hôm sau, thời tiết tốt lên, Phạm Truyền lại lên đường. Chuyến này, chiếc Nautilus 1 đã đưa Truyền xâm nhập vùng biển Quảng Ninh thành công. Phạm Truyền lên bờ, giấu đồ đạc rồi lẻn về làng cũ. Anh ta cố thuyết phục người em trai là Phạm Độ. Với vẻ miễn cưỡng, Phạm Độ đã theo Phạm Truyền ra bờ biển, đào lại hai chiếc máy chuyển tin lên, đem về nhà, đào hố, chôn ngay trong buồng. Sau đó ít ngày, Truyền lẩn trốn trong một cánh rừng gần bãi biển và bắt đầu gửi bức điện đầu tiên về trung tâm. Nhằm tránh làn sóng giao thoa, Phạm Truyền đánh tín hiệu từ bờ biển miền Bắc, vượt đại dương sang tới Trạm Bốc, cảng Subic của Philippines. Từ đó, bức mật điện chuyển tới cơ quan CIA tại Sài Gòn. Nhận được bức điện mật, Robert Kennedy, một nhân viên của CIA, tay cua cua bức điện bước vào phòng 45, không giấu nổi nỗi mừng khôn xiết. Anh ta nói lớn, thành công rồi. Một bản sao bức mật điện của Phạm Truyền được trình lên Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau này, Truyền còn gửi thêm 22 bản báo cáo nữa trong một thời gian rất ngắn. CIA hẳn là đã rất vui mừng khi biết rằng đại kế hoạch của mình đã thành công bước đầu. Họ đã mơ mộng về một ngày mà chính quyền Hà Nội sụp đổ và khung cảnh duyệt binh tại quảng trường Ba Đình đã không còn xa. Thế nhưng, họ thì lại không biết rằng đã có một đôi mắt quan sát họ hành động ngay từ khi điệp viên này đặt chân lên bờ. Những sĩ quan tình báo Sài Gòn tin rằng cần phải chờ một vài tuần cho Phạm Truyền ổn định vỏ bọc. Mà họ đâu biết rằng, ngày 19 tháng 4, tức là chỉ đúng một tuần sau khi bắt đầu kế hoạch, đã bắt đầu có một vài ngư dân phát hiện ra chiếc thuyền mà Phạm Truyền dùng để bơi từ tàu Nautilus 1 vào bờ. Công an liền vào cuộc điều tra ai là chủ nhân của chiếc thuyền này. Tại làng trai nhỏ bé, quê Truyền, không có ai nhận là chủ nhân. Cuộc điều tra được mở rộng ra toàn bộ bãi biển. Trưởng ty công an tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ là có biệt kích xâm nhập nên thảo ngay một kế hoạch khám xét khu vực làng trai. Đặc biệt là đối với những gia đình có người di cư vào Nam hoặc từng có nhân thân làm việc cho người Pháp. Và gia đình của Phạm Truyền đương nhiên là cũng ở trong tầm ngắm. Và với những thông tin thu thập được, công an đã theo dõi và tìm tới nhà của Phạm Truyền. Ngày 11 tháng 6, công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Phạm Độ trong khi anh ta đem đồ tiếp tế vào rừng cho Phạm Truyền. Ngày 17 tháng 6, thì Truyền bị bắt cùng với máy truyền tin và bản mật mã. Tức là Truyền bị bắt chỉ sau khoảng có 2 tháng được đưa ra miền Bắc, kết thúc luôn giấc mơ hão huyền của CIA. Thế nhưng, mùa giải bây giờ mới chỉ thực sự bắt đầu. Về phía bên kia, họ đã cảm thấy có gì đó lạ lạ. Trong gần 2 tháng, kể từ sau bức điện 22, phòng 45 mất liên lạc với Phạm Truyền. Mọi lo lắng, hồi hộp đều vô ích vì đường dây liên lạc duy nhất qua vô tuyến điện đã đứt. Họ cũng chẳng có cách gì hơn là ngồi chờ. Hàng loạt các kế hoạch và phương án dự phòng đã được CIA chuẩn bị đề phòng trong trường hợp Phạm Truyền bị bắt hoặc là có vấn đề về sức khỏe. Thế rồi, đúng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 1961, sau 2 tháng mất liên lạc, Sài Gòn lại nhận được mật điện của Phạm Truyền. Điệp viên này cắt nghĩa về sự im lặng của mình thời gian qua rằng mẹ và em gái của anh ta không đủ tiền nộp thuế nông nghiệp nên anh ta đã phải tạm thời lánh lên Hà Nội. Cũng trong bức điện này, Truyền yêu cầu tiếp tế cho anh ta. Sài Gòn không cách gì hơn đành tạm tin những chuyện của Truyền nói và chấp nhận tiếp tế cho anh ta. Ngày 12 tháng 1 năm 1962, chiếc Nautilus 1 lại rời Đà Nẵng đem đồ tiếp tế cho Truyền. Tàu tới Vịnh Hạ Long không gặp sự cản trở nào một cách đáng ngạc nhiên so với CIA dự đoán. Nhưng sau đó thì nó cũng đột ngột mất liên lạc một cách đáng ngạc nhiên hơn với Sài Gòn. Phạm Truyền cũng đột ngột mất liên lạc với Sài Gòn một cách bí ẩn. Ơ lạ nhở, vừa mới liên lạc với nhau còn ngon xong mà, sao lại im lặng hết rồi? Phòng 45 bắt đầu lo lắng cho số phận của chiếc Nautilus 1 cùng với thủy thủ đoàn, xem vào đó là cả sự nghi hoặc về điệp viên Ares. Sau nhiều ngày bạt tin, phòng 45 đã cho đóng chiếc tàu khác lấy tên là Nautilus 2. Ngày 11 tháng 4 năm 1962, chiếc Nautilus 2 lại lên đường ra miền Bắc mang theo đồ tiếp tế cho Truyền. 14 thủy thủ chở theo đồ tiếp tế gồm 7 hòm sắt và 23 thùng cát tông được bọc kín bằng ni lông.
6 thủy thủ đã chèo thuyền tới một hòn đảo nhỏ cho Vịnh Hạ Long, chất hàng lên đảo, rồi chặt cây đậy lại. Khi chiếc Nautilus 2 về tới Đà Nẵng an toàn, phòng 45 đã mở tiệc ăn mừng sự thành công của chuyến tiếp tế đầu tiên cho đại viên Ares. Ngày 2 tháng 5 năm 1962, họ gửi tín hiệu chỉ điểm nơi giấu hàng cho chuyên. Ít lâu sau, chuyên điện báo lại là đã nhận được đồ tiếp tế, kể cả máy truyền tin cùng với máy ảnh 35 ly. CIA đang ăn mừng cho chiến thắng của mình, mà không biết rằng họ chỉ đang gửi đồ cho chính quyền Bắc Việt Nam mà thôi. Và cơn ác mộng đã bắt đầu từ đây. CIA bị dắt mũi ra sao? Phạm Truyền đã bị bắt, nhưng nếu không thuyết phục được y hợp tác trong thời gian ngắn thì sẽ là sôi hỏng bỏng không, khi mà CIA sẽ nghi ngờ và rồi lại tính kế khác. Để đấu tranh với Truyền, Bộ Công an đã thành lập chuyên án mang bí số BK63 nhằm khai thác Truyền để đấu tranh với địch. Cuốn giải mã hồ sơ mật của Nhà xuất bản Lao động cho biết, thực hiện lệnh của Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Tài, Cục trưởng Cục K61 đã trực tiếp về Quảng Ninh, chỉ đạo quá trình xét hỏi, thuyết phục Truyền tự nguyện cộng tác để chuộc tội. Căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu đấu tranh, Bộ đã quyết định lập chuyên án đặt bí số là BK63 và sử dụng chính Truyền để bí mật chiến đấu với trung tâm đối phương. Sau gần 2 tháng đấu tranh, cuối cùng Phạm Truyền đã đầu hàng, chịu chấp nhận hợp tác với Bộ Công an và đánh về Sài Gòn bức mật điện đầu tiên kể từ khi bị bắt. Điều đó cũng lý giải vì sao mà Sài Gòn đã không liên lạc được với Truyền trong gần 2 tháng. Lần gửi điện này đã mở ra một chiến dịch đấu trí tới 10 năm liên tục giữa ngành phản gián của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với CIA và tình báo Sài Gòn. Theo thống kê của lực lượng an ninh Bắc Việt, trong quãng thời gian sau đó, họ đã lợi dụng Phạm Truyền để dụ quân Mỹ phải bộc lộ các điệp viên hoạt động dưới vỏ bọc là thuyền viên của nước thứ ba cập cảng Hải Phòng và những đầu mối gián điệp họ cài lại ở Hải Phòng cũng như Quảng Ninh. Bộ Công an đã sử dụng Truyền để dụ dỗ đối phương tiếp tế cho Phạm Truyền 6 lần bằng cả đường biển và đường không, thu được nhiều phương tiện hoạt động gián điệp, vũ khí, thuốc men và cả tiền lẫn vàng. Quan trọng hơn, qua Phạm Truyền, ta đã câu nhử và bắt được nhiều toán điệp viên khác của Sài Gòn xâm nhập vào Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang nhằm phối hợp với Phạm Truyền. Kể từ năm 1963, tỷ lệ các toán biệt kích được thả xuống Bắc Việt nhằm phá hoại hậu phương có hiệu quả rất là thấp, thường là mất liên lạc chỉ sau có vài ngày được thả xuống. CIA đã bắt đầu mất kiên nhẫn với việc này. Tuy nhiên, nhờ những bức điện được Ares gửi về, nên họ vẫn cứ tin rằng tất cả chỉ là do lỗi nào đó và vẫn tiếp tục các cuộc chiến tranh bí mật rất hao tiền tốn của này. Về phần các toán biệt kích được thả ra Bắc, tỷ lệ sống sót của họ gần như bằng không. Hiếm có nhóm nào còn có người chạy về được miền Nam. Điều này đã khiến CIA ngày càng trở nên chán nản. Sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, tình báo Sài Gòn còn cố ý rút Phạm Truyền cùng các điệp viên trong Eagle và Red Dragon về Sài Gòn để củng cố. Lãnh đạo Bộ Công an tổng kết quá trình đấu tranh, thấy những nhiệm vụ cơ bản đã đạt được, quyết định cho kết thúc chuyên án. Đến đầu năm 1970, sau khi đã triệt tiêu hoàn toàn các nhóm gián điệp được CIA gửi ra, Bộ Công an đã tương kế tiệu kế để Truyền trở về. Và kể từ đó, sau cuộc chiến tranh phá hoại của CIA, chỉ còn hoạt động cầm chừng và họ thì chỉ dám tung biệt kích vào đường mòn Hồ Chí Minh, còn hậu phương miền Bắc thì bỏ hẳn, đồng thời cũng dẹp luôn cái giấc mơ lật đổ chính quyền Hà Nội. Tổng cộng trong 10 năm đấu tranh, ban chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm soát an ninh của đối phương, cung cấp hơn 300 tin giả, câu nhử, bắt hàng chục tên gián điệp biệt kích. Chỗ đặc biệt của nó là cho tới sau chiến tranh thì nhiều sĩ quan tình báo của đối phương vẫn còn chưa thể nói chắc được Phạm Truyền là người như thế nào. Cựu tình báo Mỹ Sedgwick Thorison đã thú nhận: "Điệp viên Ares, tôi biết anh ta quá đấy chứ. Tôi đã nghiên cứu hồ sơ của anh ta. Anh ta có nhiều tên nhưng tên thật là Phạm Truyền. Chúng tôi tuyển mộ và đưa anh ta quay trở lại miền Bắc Việt Nam vào năm 1961. Anh ta thì vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho tới năm 1969. Và tôi không biết rõ anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt." Trên đây là phi vụ Ares thất bại lớn nhất của CIA trong chiến tranh Việt Nam. Công bằng mà nói thì CIA đã gần như tự bắn vào chân mình ngay từ những nước đi đầu tiên, khi họ chưa do thám rõ tình hình đối phương đã cử điệp viên vào đất kẻ khác, mà sai một ly là đi một dặm. Ngay từ khâu do thám CIA đã không làm tốt thì ắt sẽ phải dẫn tới thảm họa, và đại họa đó mang tên Ares.